Đây cái trứng của nó này. Trứng của nó này. Không biết là rán gì nữa. Bây giờ đang đào ấy. Trứng nó khá to này. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Này thấy đây có một cái tổ rán mọi người ạ. Thế nó để trứng ở trong này, có cái nó có cái hàng đi vào trong ấy. Giờ đào xem có thấy không. Cái trứng đầu này. Rất hay này. Đây cái trứng của nó này. Trứng nó này. Không biết là rán gì nữa. Bây giờ đang đào ấy. Trứng nó khá to này. Mấy đứa trẻ con đi chăn trâu không mà thấy. Thế nó chui vào trong xong là đào theo thì thấy cái trứng nhá. Bây giờ đang đào. Chắc nó ở trong đấy rồi. Lấy dao về trên này đây con ơi. Lấy dao phát phát giáo quang đào lên dưới. Đào từ đây lên nào. Nè. Đây. Đây có cái máy rồi. Ờ. Chắc là phải rồi. Trong ấy. Hắn vào trong trên. Chắc phải đào trên xuống rồi. Để cháu đào tí à. Lô nó đi vào trong rồi. Sắp thấy mọi người ạ. Đào một hồi mệt hết rồi. Vẫn chưa thấy. Cái lô của nó còn hơi cong cong vòng sang bên kia ấy. Còn quay á. Tí nữa là sẽ được rồi. Đào tận tí dưới này lên nhá mọi người. Còn cho con bành không? Đào được hai con. Cho mày con bành. Quả trứng nó phải trứng bành không? Đây à? Không phải đâu. Quả trứng ráo nhỉ? Nó ráo. Nhìn con ráo, con quả trứng này. Con bành lớn hơn quả trứng này. Bành nó bé. Bé để trứng bé. Đào chun người đi. À, thì chết chun. Đóng đất đi. Đào đi xa phết rồi vẫn chưa thấy. Nó lại vòng sang đâu rồi. Sắp được, sắp được. Chưa sắp được rồi. Chưa đây sắp được rồi. Đào một hồi, toát hết một hồi. Ôi, cái cua rồi. Tính nha. Tính nha, để đào về bắn nó chết. Mấy trẻ con tránh ra à? Mấy thằng cu con, chúng mày tránh ra hết đi nha. Ôi, cho ho bố. Không sợ đâu. Càng đi càng sâu nhỉ. Càng đi càng sâu thật. Thì lấy que chọc vào xem cái lỗ nó gì đằng nào. Đấy. Sắp thúng nhỉ. Sắp thúng rồi. Đó, đâu. Không thấy rồi. À. Đây. Cái lỗ nó đằng ở đây cơ. Đấy. Không phải đâu. Nó vòng sang kia sao? Nó vòng sang. Đúng rồi. Ui. Sao có con lá đó? Không phải đâu. Con lá mới có bành, phải bành ấy. Cái này chắc là cái lỗ rồi.
còn kiếm mối bên kia thôi. Ui. Vẫn chưa thấy. Chưa thấy nó đi đằng nào. Lấy cái que cho thử xem nó đi đằng nào. Chúng ta phải cắt cái que đấy. Còn lấy thử cái que này. Cái que này nó ngắn quá. Có biết nó phải đi sau. Cái que dài dài kia phải xem. Cái cứng quá chắc không đi vậy. Không đi được vào rồi. Lấy thử cái que bé bé này xem nó có đi không. Ở đây chỗ kia nó ở vòng vòng đi đâu. Bắn đi. Ui. Sao quá. Sao quá. Trong bọ nhỉ. Không lấy đi nhỉ. Để vợ con, để con đào không được không mà cái con lấy. Cái khe ra đây một khe bên đó. Sao quá trong bọ. Nè bê khe bê khe nữa nè kìa mà. Cái đi nữa kìa. Nó sâu thế. Sâu ấy. Sâu quá nhỉ. Đấy cây bé kia trong nó còn đi vào trong. Ta em mà bố. Rắn không được chạy. Thế nhưng mà giống một hàng tỏi nghe đến đường rồi. Vẫn còn đi à? Mười. Vậy còn đi không? Vẫn còn đi ấy. Nhưng mà nó lại cong vào đây cơ. À. Nó cong vòng sang bên này. Ơi, đào cái kia này đi. Con bé này. Vòng sang cho cái gốc keo này. Cái đông này giả keo. Ôi, tên đồ to. Nó sâu quá. Đào không? Đào ấy. Đi tì rồi chụp một kiểu. Đã bỏ tè, bỏ cả tè. Mọi người ạ. Bỏ cả tè này, bỏ xì lùi. Đào cả buổi sáng đi. Đào tít tận dưới kia lên mà bây giờ không thấy đâu. Nó đi vào sâu quá, chắc là bỏ rồi. Ờ, bỏ cái thằng đỉnh mới ra được. Bỏ nhá. Vâng. Và mình xin dừng tạm video tạm dừng video tại đây nhá. Bye bye mọi người nhá.